Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lưu bài PowerPoint. Vậy làm sao để bạn biết file bộ, được lưu hay chưa? Thì chúng ta sẽ quan sát trên thanh tiêu đề. Nếu mà nó có tên là Presentation 1 hoặc là Presentation 2, 3 gì đó thì chứng tỏ là file bộ, của bạn chưa được lưu. Thì để lưu file PowerPoint á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách. Giả sử như đây. Tôi có 3 file PowerPoint. Thì trong 3 file này Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng cách lưu khác nhau. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên á, chúng ta sẽ chọn vào tab file. Tiếp theo ở đây, các bạn có thể là chọn vào save hoặc là cs đều được nha. Ở đây tôi sẽ chọn vào cs. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào browser. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện hộp thoại là cs. Rồi, cái thanh bên trái này, các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà chúng ta muốn lưu file rồi ở đây á tôi sẽ lưu file ở một desktop thì tôi sẽ chọn vào desktop rồi ở cái dòng là file name tôi sẽ đặt tên cho file ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên là bài tập 1 sau đó ở đây tôi sẽ bấm vào save thì lúc này bạn quan sát này ban đầu á nó có tên là presentation một sau khi tôi lưu file á thì cái tên file á, nó đã thay đổi Đây chính là tên mà tôi vừa đặt lúc nãy Rồi bây giờ tôi sẽ tắt file này đi Sau đó tôi sẽ ra màn hình để có của máy tính Để tôi kiểm tra là tôi đã lưu thành công hay chưa Thì ở đây này Nó xuất hiện cái file có tên là bài tập 1 Đây là file bold boy Mà tôi vừa lưu lúc nãy Bây giờ tôi sẽ mở nó lên Đó, chứng tỏ là tôi đã lưu thành công đó là cách đầu tiên. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là cần S. Thì lúc này á, nó cũng xuất hiện hợp thoại là C. -S. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào browser. Rồi ở đây á, tôi sẽ chọn vào vị trí mà tôi muốn lưu file. Ví dụ như ở đây, tôi muốn là lưu file ở địa D, thì tôi sẽ chọn vào zip này. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào đê Rồi ở cái dòng là file em á Tôi sẽ đặt tên cho file là bài tập 2 chẳng hạn Bấm vào xoay Thì lúc này bạn quan sát này Ban đầu á nó có tên khác Tuy nhiên khi tôi lưu file á Thì cái tên mà tôi vừa đặt lúc nãy á Chính là tên file Bogan Boy Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái file này đi Sau đó tôi sẽ vào đĩa D để tôi kiểm tra Đó, đây là cái file mà tôi vừa lưu này. Rồi bây giờ tôi mở nó lên. Đó. Chứng tỏ là tôi đã lưu thành công. Rồi tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Thì cách thứ ba thì chúng ta sẽ làm như sau. Ban đầu á nó có tên là presentation 3. Để lưu file á, tôi sẽ chọn vào biểu tượng xây. Nó nằm ở trên thánh quyết tình ở setting 3. Nếu mà bullet point của bạn không có biểu tượng xây đây thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống và chọn vào xây thì lúc này á nó sẽ xuất hiện biểu tượng xây trên thanh của tầng offset tương ba bây giờ tôi sẽ chọn vào biểu tượng xây này thì lúc này á nó cũng xuất hiện thanh là cs tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào browser ở đây á tôi sẽ lưu file ở đĩa D này tôi chọn vào D rồi ở file name á tôi sẽ đặt tên file là bài tập 3 bấm vào sai thì lúc này các bạn thấy này cái tên file đã thay đổi ban đầu là presentation 3 bây giờ đã thay đổi thành là bài tập 3 rồi các bạn lưu ý nha chúng ta chỉ cần là lưu ở lần lưu đầu tiên mà thôi còn khi phát sinh nội dung mới á Giải sử như đây phát hiện sinh nội dung mới này thì tôi chỉ cần là bấm vào biểu tượng save hoặc là bấm từ phím là cần s thì lúc này á nó sẽ lưu file nha rồi bây giờ tôi sẽ vào đĩa đen này Đó Nội dung mới nó sẽ được lưu vào Nhớ nha Chỉ cần là lưu ở lần lưu đầu tiên mà thôi Còn lần lưu thứ hai trở đi á Các bạn chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng Save Hoặc là bấm từ phím Ctrl S Thì nó sẽ ghi đè lên Cái file đầu tiên mà chúng ta đã lưu Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là lưu bài Bogan Boy. Nếu thấy video hay, hiểu ích thì bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.